Trước là dừng chân ở đây này. Không nhớ rõ level mấy. Anh em biết sao mà ở cái livestream trước ấy mà tôi có thể đi nhanh được đến cái đoạn này không, là tại vì mấy cái level trước đó là tôi đã từng chơi qua rồi. Chỉ có cái level hiện tại mà tôi đang chơi là mới đối với... Nhìn cái thấy cái bóng của mình cái bị sượng ngang. Có bánh này. À, cái bánh nó ăn vô nó sẽ boost cái stamina của mình lên, chạy cho nhanh hơn ấy mà. Ôi, quen ấy nhờ. Lại chỗ này. Sao lại là chỗ này? Vui nhờ. Chỗ này mình đã từng đi qua rồi. Cái livestream trước là tôi đã từng đi qua cái level này rồi. Xong cái bây giờ lại không hiểu sao lại quanh lại đây. Mấy cái level mà tôi đã từng đi qua rồi thì nó sẽ có cái phát tự escape, là cái thời gian mà mình thoát ra khỏi cái level đó thì nó sẽ hiện ở đây. Nhưng mà cái level này thì nó lại không có. Ui, không lẽ chứng tỏ nãy giờ tôi... Ui, vậy không lẽ là mình chưa thoát ra? Cảm giác chưa thoát ra được. Tôi vẫn còn kẹt ở chỗ ấy, và ở trong cái level đó nó có một cái đường để nó dẫn qua cái level này. Cái này nhìn giống như đại sảnh vậy, vô để coi thông tin từng cái level. Level này có hai cái vui, giống như là cái... Còn bây giờ mình đi qua cửa nào thì mình sẽ không đóng cửa để cho cửa nó mở vậy luôn, để cho dễ xác định là mình đã đi qua những căn phòng nào. Đảo đảo nãy giờ lục lọi được mấy thanh sô-cô-la với hai chai nước trái cây. Bây giờ cũng lục lọi quá trời rồi mà không biết cái cầu thang nó nằm ở đâu. Level này bảo mình là tránh xa cửa sổ. Tại vì ở ngay cửa sổ có 7. Mấy phòng kia đi hết, không có gì hết trơn á. Có cái phòng này là nó... Nhìn nó rối nhất nè. Nè. À. Hiểu rồi. Tắt cái đèn pin coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái ghế. 8. 1, 2, 3, 3 cái bàn. Mấy cái bình nước nhờ. 2 cái bình nước. Mấy quyển sách. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À đây. Wow, ra là vậy. Nãy giờ tào lao thật. Nãy giờ biết lên hoài bên kia kiếm gì bệnh nè. Giờ khỏe rồi đó anh em ơi. Khỏe rồi đó. Máy gì đây? Nếu bạn nào kêu tôi kiếm cái cờ lê hoặc là cái cầu thang, sao càng đi nó càng xa vậy? Hay là kiếm cái cờ lê để bẻ cái cửa ống thông gió này lên. Ồ, này là gì? Reset camera hả? Tại sao lại phải reset camera? Nè, sao bén nè. Không lẫm được. Dục gì coi. Dục mấy lon nước đi. Cậy cái này hả?
Đường bên đây lạ vậy. Từ từ quành lại cái. Ở bên đây nó còn cửa. Nè cửa này nó để là cửa E6. Vô có sao không vậy? À vô có được đâu, bị lừa mà. Bạn là đồ ngu. Sao nó chửi mình nhờ? Cái cửa E6 khi nãy nó trôn VN quá. Tự nhiên cái để cái cửa xong cái gắn cái mát E6 ở trên, cái bấm vô không được. Nó đúng trôn VN luôn á. Ờ lại quay lại đây. Cửa nãy trôn thiệt á ta. Ờ sao giờ nó thành hai cái cam stop rồi đấy nhờ. À hiểu rồi. Tức là ở ngay cái điểm xuất phát ở trong cái phòng này nó có cái nút để bấm cái cam. Để mà mở được cái đường E6 á, mở được cái đường này này thì mình không được để cho camera quay chúng mình. Giờ mới hiểu. Giờ tôi hiểu rồi. Hiểu rồi. Giờ tác dụng của cái xà beng nó nhảm nhí lắm. Chả giúp ích được gì hết á. Nó chỉ giúp cho mình quay lại từ đầu thôi à. Hiểu rồi anh em ơi, hiểu rồi. Ra là vậy. Bây giờ bắt buộc phải đi lại thôi. Đây, từ điểm xuất phát này, đây sẽ là điểm xuất phát của mình cho đến cái đường E6. Đó, reset cam rồi đó. Là, tức là mình phải né camera ấy. Từ từ lại đi, lại đi. Bằng mọi giá phải né, không để cho camera nó quay chúng mình. Nếu mà mấy cái camera nó quay chúng mình là coi như mình phải đi lại. Ở trong đây có một cái cam này. Từ từ nhé. Để cam nó quay qua bên đây mình mới đi được. Rồi đi 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 đi. Ha, sao nãy không đi cái đường này ta. Đành thật. Để xíu. Sao nó vẫn spotted nha. Khúc này là cái khúc ở trong chỗ mấy cái kệ này. Này tôi này, nhìn như con quỷ vậy. Khó ta. Nhanh. Rồi. Ôi cam kêu. Cái đùa này. Trời ơi là trời. Đúng là level an toàn giải đố mòn não.
Ôi, sao có người ở trong đây nhỉ? Nè, có người nè. Khúc này tôi thấy là giải đố ấy, nhưng mà tôi không biết phải dựa vào đâu để có thể giải được bốn cái bức tranh ở đây. Chết rồi. Bây giờ người trong tranh là ai tôi còn không biết nữa. Từ trẻ tới già hả? Vậy trẻ nhất là cô gái này. Trẻ lắm. Thứ hai là anh này. Ông này là cuối cùng nè. Vậy thứ ba sẽ là ông này. Hay quá em ơi. Ơi mấy con bướm đó là sao vậy mọi người? Cả nhà, mấy con bướm đấy là sao? Trời, độ tỉnh táo giảm ghê khủng khiếp luôn. Nó giảm lần một đất lần á. Bức tranh hình bình hoa. Trong này nhiều bức tranh bình hoa á nha. Nãy mới vô nó có cái cửa bị khóa ở đây này. Nè. Ôi giời ạ, phải đi kiếm ba cái chìa khóa. Này sao bạn đập được không vậy? Không đập được rồi. Where is the key? If you need feed them, they will reward you. Nếu bạn cho nó ăn thì nó sẽ thưởng cho bạn. Cho nó ăn cái gì? Bỏ gì vô? Hay bỏ này vô đi. Có khi nào là vậy không nhờ? Từ từ nhé. Cho nó ăn nè. Rồi nó sẽ trả cho mình một món đồ gì đó. Không biết. Nó cho cái gì trời? Tự nhiên cái trả lại người ta vậy? Ờ, cho nó ăn sô-cô-la. Ngon mà. Mà nó không nhận. Quên sợ. Ờ, cái đèn pin, cái đèn pin, đúng rồi. Quên, nãy có cái đèn pin. Đèn pin nãy tôi bỏ đâu ta? Cho nó ăn cái đèn pin đi. Đây, 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 đây. Cúng nó cái đèn pin. Chả biết cho nó ăn cái gì. Ô, phải cho nó ăn đồ ăn anh em ơi. Không cho nó ăn mấy cái vật dụng như là xà beng đèn pin đồ ơi. À, cho nó uống nước trái cây nè. Uống nước trái cây ngon nè. Không biết có, nó không biết có nuốt, nó có nuốt trôi không mới làm chuyện. Vui nè. Độ tỉnh táo nè. Chỉ có cái lon này là liên quan đến độ tỉnh táo nè. Đây là cái điểm đến cuối cùng của mình rồi đó. Nãy giờ tôi đi qua nhiều chỗ lắm mà không thấy có chỗ nào nó để cái bình xịt côn trùng. Hay là lấy xà beng đập mấy con bướm hả anh em? Tại vì bây giờ tôi không thể để mất mạng ở đây được. Mất mạng ở đây là mất hết đồ luôn á. Đây. Nãy tôi có bình xịt nè. Trời. Đây giờ đi xịt bướm nè anh em. Đây bây giờ anh em coi tôi đi khử côn trùng nè. À, đồ ăn. Đồ ăn, đồ ăn. Này nhìn trông giống đồ ăn hơn nè. Anh đâu có rớt bớm đâu. Nè, thấy chưa? Anh đâu rớt bớm. Chẳng qua nói anh rớt bớm thì nghe nó ác quá. Anh chỉ xịt bướm mà sao xịt bướm nó ra luôn cái gì mà có thể ăn được luôn á. Trời ơi, định luật gì vậy? Thôi. Mém xíu toàn rồi anh em ơi. Lẹ lẹ nè. Đây. Uống này vô chạy chỗ lẹ. Gấp rồi, gấp lắm rồi. Ui. Trời chạy nhanh quá. Mém xíu lũi đầu vô chỗ tử rồi.
Đây đủ ba chìa khóa nè. Vô đây lấy mấy cái chai nước để hồi vốn. Ơ vậy level này mệt chỗ nào? Nãy em Xuân Anh bảo level này. Rồi nó sắp tới rồi hả? Ờ có khi em ấy nói đúng. Lần này cần cái gì? Cái thứ hai, hàng số 2. Ớt nha. Trời luôn. Đớn cái gì trời. Nãy tôi nghe nó hú là tôi dắt chân lên cổ tôi chài. Ôi tính ra nãy tôi kỹ lắm luôn á. Tôi còn chưa thấy nó nữa là tôi đã nghe cái tiếng nó gầm lên là tôi chạy, dắt chân lên cổ tôi chạy luôn á. Ô vậy nãy nó ruột mình từ cái đoạn này. Nghe đây nè. Nghe đây. Ôi ghê quá trời. Cái này quan trọng nè. Cái này quan trọng anh em. Cái này quan trọng. Cái đó sẽ giúp mình trả thoát khỏi con kia. Từ từ á. Nó đi đường đó. Nó đi đường đó rồi. Anh em mình khỏe. Không biết phải khỏe thiệt không. Cái tờ giấy số 0 đó là như nào? Sợ thật. Tự nhiên có cái tủ để trốn. Tự nhiên cái tôi sợ hơn nữa trời. Chết rồi, ít đồ quá. Chữ L này. O, K, L. OKL hả? OKL. Chết rồi, chết thiệt chứ. OKL là như nào? À. Trời sao nó quay lại liền vậy? Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. OKL, OKL. B. OKL B. U, O, K, L, B, U hả? O, K, L, B, U. Là như nào nha? Những gì mà nãy giờ tôi thu thập được và tôi nhớ ấy. Chứ sắp ngõm tới nơi luôn rồi đó. Tờ giấy không này, tờ giấy không là như nào? Dập bướm vào đây nữa chứ. Chết rồi, sắp ngõm rồi anh em ơi. Đừng, đừng ngõm, đừng ngõm. Không biết lần này nữa. Thằng này mày dở trứng à. Ê, đi hướng bên trái. Từ từ. Cặn quá. L O O K 12 20. Đủ rồi nè. Look up. Nhìn lên. Ơ à. Ơ à, vậy thế 17564 17564.
1 7 5 6 Ủa, vậy đáng lẽ ban đầu nhìn lên là được rồi đúng không nhờ? Hay là phải kiếm đủ? Hay là bị game chơi nhờ? Level này level gì? Nhạc căng vậy? Đây có bộ đàm này. Chơi có mình nên nè. Hỏi bộ đàm. Ồ. Tàu lao thiệt. Cửa vớ vẩn. Ô level này giảm độ tỉnh táo. Căng quá ta. Ủa cửa đó đúng không vậy mọi người? À mớp này cẩn thận con ong hả? Vậy là ok. Này có con ong nè. Con ong nè. Hết ong bướm nữa. Trời ơi. Mớp này côn trùng nhiều phết đấy. Thời chứ tôi mà bị con ong đó đốt là tôi xác định là tôi ngõm luôn đó. What happened? If I turn that red value, it smells like book ray. I wonder why I would need. Ủa sao nó bế tôi về ổ nó luôn? Ghê quá vậy. Nói như nào vậy, nó bế mình về ổ của nó luôn chứ. Túng thế. Túng quá. Hên trở tay kịp. Trong kia có đường đi kìa. Ủa sao tôi chạy dài ấy nhờ? Tôi nhớ thằng này nó chạy một xíu là nó mệt, mà sao tôi chạy một mạch từ bên kia qua bên đây không thấy mệt luôn vậy trời. Khỏe thế. Tôi ôm. Lại là ông. Đây 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 đây. Ngàn cân treo sợi tóc. Trời ơi là trời. Ủa thoát chưa nhờ, được tính là. Ủa level này quen ấy. Không, anh nhớ là ở cái live stream trước là anh đã đi qua cái level này rồi. Nó sau cái level 2 ấy. Xong bây giờ lại quành lại đây tiếp là sao? Chú là anh đi cái hướng này luôn này. Hướng Tyson. Mình đi hồi là có con kia nó rượt mình liền à. Con mặt cười ấy. Đó. Thôi thôi thôi. Lẹ lẹ. Hoài nếu bây giờ mà đi. Bây giờ mà đi xuống đây là. Là quay về từ đầu hết luôn á. Này bây giờ vô đây coi như là xác định luôn á. Ai trước đi hướng nào giờ đi ngược lại hả. Wow. Nãy mà không để ý là chắc cũng. Cũng mệt á. Rồi bedroom nó chơi.
Cái game backroom này nó rối mấy cái chỗ này này. Rồi nãy tôi mà đi vô kia là tôi xong rồi đó, coi như là phải đi lại từ cái level 4, 5, 6 rồi mới quay trở về ngược chỗ này. Lừa thật á chứ. Đúng là backroom vẫn là một điều bí ẩn. Không biết bên hướng này có gì nhỉ. Wow, tính ra game lừa ghê phết. Cái backroom này kiểu biết tạo mấy cái đoạn để lừa người chơi ấy. Nóng ruột thiệt. Không có lường trước được anh em ơi. Rồi. Lẹ lẹ, lẹ lẹ. Sao thế? Ở vô duyên nhờ vừa vô mà. Chị uống rồi. Uống rồi nha.